bàn về xí mòn re bị ô vói, 1908, 1986, để học tập cái nhân vị đàn bà của con người này ư. Không đâu. Chuyện khó. Bị ố vói là một người đàn bà ngoại cỡ. Ngoại cỡ về tư tưởng nữ quyền. Ngoại cỡ về tình yêu và khoái lạc. Đàn bà trên cõi đời này khó ai có thể đạt đến tầm vóc của bà. Tuy nhiên, thái độ hiện sinh của bị ố vói là bài học cho bất kỳ phụ nữ nào muốn vươn đến sự tự do, xác lập một vị thế tự chủ trong cuộc sống. Hình như cho đến nay, chưa một triết gia nào luận giải về các thuộc tính của phụ nữ sâu sắc và thú vị như bị ố vói. Một số nhà phê bình nữ quyền hậu cấu trúc có thể phê phán sự mâu thuẫn trong tư tưởng hiện sinh của bị ố vói, nhưng không thể phủ nhận rằng, Lucy Hemsed, giới thứ hai là nền tảng căn bản để họ xác lập lối viết nữ giới, nhất là lối viết thân thể một. Ở đây, xin được đề cập đến yếu tố nhu cảm, sensuality trong thư tình gửi nỗ sấn Allen. Đây là một phương diện thuộc về lối viết nữ giới, L.E.T.G. tù phém của bị ố vói, cũng là một phần trong tư tưởng nữ quyền. Đối thoại triết học giữa bị ố vói với triết gia Nietzsche về luận thuyết đàn bà. Một nhục cảm thân thể và khoái lạc qua thư tình gửi nộ sân Allen. Khoái lạc từ tôi dùng ở trên không thuần túy để chỉ khoái lạc thân xác. Nó được hiểu như là cái nhân vị đàn bà được hiển lộ trên nhiều phương diện của cuộc sống, trong đó tình yêu là yếu tố căn bản. Sống để viết, hay viết để sống. Cả hai đều đúng với bị ố vói. Chốn tình trường phong phú, sôi nổi như thế giới văn chương của bà. Bao nhiêu cuộc tình đi qua, chỉ bà và quỷ thần mới biết được. Nhưng hai người đàn ông ảnh hưởng sâu đậm nhất đến bị ố vói, đó là triết gia hiện sinh sạc, 1905, 1980, và nhà văn nộ sân Hansen, 1909, 1981. Sắt là người bạn đời tri kỷ, còn nộ sân là tình nhân say mê. Sắt tôn trọng trí tuệ, thấu hiểu tâm hồn của bị ố vói. Bên sạc, bị ố vói có thể hiện thực hóa tư tưởng hiện sinh, bản chất của con người là tự do. Nhưng nộ sân mới là người đánh thức những đam mê khoái lạc cái nhân vị đàn bà của bị ố vói. Vậy nộ sân Allen là ai? Là một nhà văn Mỹ, gốc Do Thái, sống tại Chicago. Nổi tiếng với tiểu thuyết Lờ Hổ Mau Mỡ Giặt Giờ Hó, 1950. Một tác phẩm được chuyển thể thành phim và tác động sâu xa đến đời sống văn hóa Mỹ. Phần lớn, tác phẩm của nộ sân phản ánh hiện thực đen tối của nhân dân Mỹ trong khoảng thời gian trước, sau Thế chiến thứ hai. Cao to, đẹp trai, thích quyền anh. Sống đam mê và chết trong khốn cùng, túng quẫn. Một người đàn ông có những đặc tính phù hợp với tư tưởng hiện sinh của bị ố vói. Đó là cú sốc gái tình vào năm 1947, khi bị ố vói đến Mỹ, thuyết giảng cho sinh viên các trường đại học. 16 năm trời ròng rã, kể từ khi hai người gặp nhau, 1947, 1964, bị ố vói đã viết những bức thư tình nồng nàn, say mê. Trên 300. Con số không nhỏ cho một cuộc tình. Sau khi chết, con gái nuôi của bà là Sivle Bonje Bi Ovoi đã dịch sang tiếng Pháp, với tựa đề, Le Chet Ta Nô Sân An Gen, Un A Mua Chèn Sát Lan Thịt. Thư gửi Nô Sân, một tình yêu xuyên đại Tây Dương. Cuốn sách đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của công chúng Paris. Thậm chí, họ xem đây như một thể loại thư tín đặc biệt, có giá trị về mặt giới tính, tiểu sử và văn học. Sự xa cách về không gian, sự khác biệt về văn hóa. Đặc biệt là sức hấp dẫn thân xác đã cuốn hút bị ố vói một cách kỳ lạ. Một cuộc trò chuyện, yêu đương, thậm chí phớt lờ á múa, làm tình bằng thư đã diễn ra hàng ngày. Đây là thời điểm bị ố vói ở vào tuổi nồng nàn nhất của người đàn bà, 39 đến 45 độ đam mê của khoái lạc, theo các nhà tình dục học. Bị ố vói yêu bằng tất cả tâm hồn và niềm đam mê thân xác. Không có gì đáng sợ hơn khi một người đàn bà bộc lộ những khát khao tình dục bị ẩn ức. Bị ố vói đã viết bằng hơi thở, bằng cảm giác thân thể. Như cách nói của Hè Lèn Xịp Sáo Sơ, lối viết thân xác. Khoảng cách Paris và Chicago là cả một đại dương. Họ chỉ gặp nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì vậy, lại càng dồn nén, khát khao hơn, em sẽ... Ban ngày cũng vậy, cho đến khi em mệt rã rời. Một nỗi khắc khoải trong đớn đau, em đã khóc, vì yêu anh và thiếu vắng anh, em đã nói với anh trong đêm dài, xin anh đừng đi, hãy ở lại với em, hãy nói với em. Như anh làm điều đó trong đêm tối và ánh sáng. Tính chất nhục cảm là yếu tố nổi bật nhất trong lối viết thư tình của sĩ Mòn Re bị ố vói. Người đọc bắt gặp tràn lan những hình ảnh thiên về cảm giác thân thể, nhìn ngắm, sờ mó, đụng chạm, nếm. Thậm chí, tác giả Susan Joy đã thực hiện một đề tài khoa học để khảo sát tính chất này, nhục cảm và thư tín trong thư gửi nộ sấn An Rèn của sĩ Mòn bị ố vói. Ở đó, tác giả chứng minh rằng, nhục cảm thân thể là chủ đề chính đối với bị ố vói. Những nơi trốn mà đôi tình nhân đã đi qua, đặc biệt là không gian ân ái trong khuê phòng, đã được bị ố vói lưu giữ lại bằng cảm giác thân thể, đến chết, em vẫn còn nhớ, giây phút,
khi em vừa đặt vali xuống, và em đã nằm gọn trong cánh tay siết chặt của anh, hãy cảm nhận thân thể của em, trong cánh tay anh, em nhớ lại tất cả lần đầu tiên, ngay Chủ nhật, khi mà thân thể của chúng ta hòa quyện vào nhau. Đối tượng của ham muốn thân xác đã hiển lộ trước trang giấy, khiến cho chủ thể, hành động viết thư luôn cảm nhận được niềm khoái lạc hân hoan. Bị ổ voi đã hơn một lần, thổ lộ về cảm giác khoái sướng trong trạng thái viết thư tình gửi Notion, em cảm nhận được tình yêu, bởi anh ở trong từng đốt ngón tay của em, khi em viết cho anh. Bất kể nơi đâu, là quán cà phê Phở Lò Giờ, hay trong căn phòng ở phố Bù Trợ Di, bất kể lúc nào, là những chuyến du lịch hay giảng dạy, người tình Notion đều hiển hiện trong bị ổ voi cùng với trạng thái khoái cảm đó. Hai, hiển lộ khoái cảm tình yêu bằng luận đề triết học. Có thể nói, sự bất lực trong niềm giao hoan đã khiến người đàn bà dồi dào tình dục này chuyển hóa vào tác phẩm. Viết, như một sự nếm trải giới tính, một niềm cảm nhận thân xác. Tính từ 1947 đến 1954, là khoảng thời gian bị ổ voi viết nhiều nhất. Người tình Notion Anlen đã đi vào sáng tác của bị ổ voi trên cả phương diện triết học lẫn văn học. Tiểu thuyết Các vị quan, Lẽ mẻn đà gìn tác phẩm đoạt giải Gon 1954. Đưa sĩ mòn re bị ô voi lên thành một tên tuổi lớn trên văn đàn Pháp thập niên 60 ở Pháp, đánh bạt cuốn đập chắn Thái Bình Dương, khiến nữ tiểu thuyết gia đủ giặt rất hâm hực. Chủ đề trung tâm là thế hệ trí thức dân thân ở Pháp, sau Thế chiến thứ hai. Nhân vật Louis Bourgeot gắng chính là nguyên mẫu người tình Notion Anlen ngoài đời. Tuy nhiên, ảnh hưởng quan trọng nhất của Notion đối với bị ô voi, phải kể đến công trình triết học nổi tiếng giới thứ hai, 1949. Tác phẩm phát hành đến con số kỷ lục, 22.000 bản trong tuần ra mắt đầu tiên. Tư tưởng nữ quyền tiến bộ, nổi loạn đã khiến giáo hội Rome phải dè chừng. Đó là cuốn đặt nền tảng căn bản cho phong trào nữ quyền trên thế giới. Nó như một cơn sóng mạnh mẽ, cuốn phăng mọi luật lệ của chế độ nam quyền. Với luận điểm chúng ta sinh ra không phải là đàn bà, chúng ta trở thành đàn bà, on. Nghe nói là on le de ven. Nghĩa là, đàn bà sinh ra, không phải đã mang những nhược điểm yếu kém, mà là do sự định kiến và áp đặt của chế độ nam quyền đã khiến họ trở thành như vậy. Nếu không trải qua những giây phút si mê với người tình nước Mỹ, bị ổ voi không thể viết phần người phụ nữ si tình trong giới thứ hai sâu sắc, nhiệt huyết đến vậy. Viết bằng tiếng nói từ trái tim, từ sự say mê điên cuồng trong tình yêu. Người ta có thể bắt gặp những ý tưởng, câu chữ trong giới thứ hai qua thư tình gửi nộ sấn. Các thuộc tính say mê của một người đàn bà si tình đã được xì mòn re bị ổ voi chuyển hóa vào tác phẩm dưới dạng những luận đề triết học. Trong đó, có những luận đề đối thoại với phân tâm học Phở Dù và triết gia Nietzsche, nhằm biện minh cho tinh thần tự do của người phụ nữ. Tất nhiên, công trình này là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu triết học, sinh học, tâm lý và lịch sử về số phận nữ giới. Trước khi gặp Notion Anlen, bị ổ voi đã khởi thảo và nung nấu tác phẩm vĩ đại. Jean Toussaint là người ảnh hưởng có tính quyết định đối với tư tưởng triết học hiện sinh của bị ổ voi trong Le Lucien Set. Ba khước từ hôn nhân, hay là chính sự đối thoại với Nietzsche về luận thuyết đàn bà. Thiết nghĩ, sự say mê, điên khùng trong tình yêu, không có gì lạ. Giới nghệ sĩ Paris không thiếu những cuộc tình gây sờ căng đan. Khi người ta lâm vào ái tình, tất cả đều trở nên điên rồ. Những triết gia uyên bác, lại càng điên rồ hơn. Và đời người sẽ mất đi sự thú vị, nếu không có những khoảnh khắc điên rồ đó. Nó vô lý lẽ. Miễn luận bàn. Như bị ổ voi viết trong một bài báo, có tựa đề, vì sao người ta si tình. Điều đáng bất ngờ ở đây là, phản ứng của bị ổ voi trước lời cầu hôn của Notion. Khi Notion đề xuất cùng nhau chung sống ở Chicago, bị ổ voi đã lưỡng lự, và rồi từ chối. Rõ ràng, dù say mê đến đâu, nữ triết gia vẫn trung thành với lý thuyết hiện sinh của mình, tự do không hôn nhân. Ở điều này, có lẽ, sắc hiểu tận cùng bị ổ voi hơn người tình nước Mỹ. Có thể nói, việc tốt từ hôn nhân với Notion Anlen, cũng như bản cam kết với bạn đời Jean Toussaint, bộc lộ rõ thái độ hiện sinh của bị ổ voi. Khi phụ nữ xác lập một địa vị xã hội, và tự đứng trên đôi chân của mình, họ sẽ không là một vật thể phụ thuộc như kết luận của các triết gia. Đó cũng là một phương thức đối thoại với triết gia Nietzsche về luận thuyết đàn bà. Vấn đề này đã được bị ổ voi luận giải rõ trong giới thứ hai, qua chương người phụ nữ si tình. Nietzsche cho rằng, có sự khác biệt căn bản trong tình yêu giữa hai giới. Đàn bà tôn thờ tình yêu như một tín ngưỡng. Khi yêu, họ thường đồng nhất hóa nhân cách của mình với đàn ông, tôn thờ, phụng sự và lệ thuộc. Đàn ông là một chủ thể tối thượng, đàn bà là một yếu tố phụ thuộc vào chủ thể tối thượng đó. Nếu tách rời đàn ông, bản ngã của đàn bà không được thừa nhận. Nietzsche kết luận, đó là một quy luật tự nhiên, được rút ra từ đặc tính giới. Quan điểm này của Nietzsche có cội nguồn từ chế độ nam quyền, và nó ảnh hưởng thâm căn cố đế vào sống tinh thần của người phụ nữ. Chúng ta thừa nhận sự uyên bác của triết gia Nietzsche khi luận giải về tính siêu việt của con người.
Nietzsche là người đầu tiên dám đặt con người đứng cao hơn Thượng Đế, với lời tuyên bố nổi tiếng, Thượng Đế đã chết. Tuy nhiên, không thể chối cãi rằng, quan điểm của Nietzsche về phụ nữ rất cực đoan. Điều này, không loại trừ xuất phát từ căn nguyên, vì thất tình, nên Nietzsche rất căm hận đàn bà. Một số nhà nghiên cứu về Nietzsche cho rằng, cũng nhờ thất tình, triết gia này đã ra mình trong phòng để viết những kiệt tác nổi tiếng. Luận điểm về đàn bà của Nietzsche nảy sinh trong điều kiện đó. Chẳng khác nào Heine, tuyệt vọng vì bị đánh trượt trong kỳ thi vào trường mỹ thuật ở Áo, để rồi, dấn thân vào con đường minh nghiệp, và nương mình vào luận thuyết siêu nhân của Nietzsche, kích động sự điên khùng của dân tộc Đức, làm dấy lên vụ thảm sát Do Thái một thảm họa kinh hoàng trong lịch sử loài người. Simon Re bị ổ voi phản đối luận điểm trên của triết gia Nietzsche. Bà cho rằng, đó là một luận thuyết lừa mị đàn bà. Sự khác biệt mà Nietzsche đưa ra là do xã hội quan niệm và áp đặt lên người phụ nữ. Si tình là thuộc tính của con người. Ham mê khoái lạc hay thất tình, cũng là thuộc tính chung của cả hai giới đàn ông và đàn bà. Sự phụ thuộc của đàn bà đối với đàn ông trong tình yêu, hôn nhân, thậm chí ham muốn thân xác là do hệ lụy về kinh tế và địa vị xã hội. Một người phụ nữ có thể bứt ra sự ràng buộc đó, nếu có một địa vị xã hội đồng đẳng với nam giới. Simon Re bị ổ voi đặt ra vấn đề, vì sao sau mỗi cuộc tình, người đàn bà vẫn không thể dứt khỏi sự cám dỗ thân xác của đàn ông. Theo bà, một mặt, là do đặc tính giới, khi đàn bà bắt đầu, là lúc đàn ông kết thúc. Trong giao hoan, khi người đàn bà còn đắm chìm vào niềm khoái cảm thân xác, thì đàn ông lại không còn ham muốn nữa, vì đã được thỏa mãn. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng tràn trề của những người đàn bà si tình, huyễn tưởng tìm một người tình tuyệt đối. Tuy nhiên, sâu xa hơn, cám dỗ ham muốn đó đã buộc chặt họ vào người đàn ông, là do họ phải lệ thuộc thân phận của mình. Sau mỗi cuộc tình, họ cảm thấy tuyệt vọng, và gần như chấm dứt sự sống, khi bị người đàn ông phế truất. Sự đảm bảo hạnh phúc lớn nhất của kết cục tình yêu, đó chính là hôn nhân. Dù hôn nhân là địa ngục, hay thiên đường, thì đó vẫn là sự bảo kê về mặt danh dự và địa vị xã hội cho một người phụ nữ. Simon Re bị ổ voi cho rằng, đó vừa là thế yếu, vừa là sự ngu dốt của phụ nữ. Thân xác của đàn bà, phải thuộc về đàn bà. Một người đàn bà thông minh, tự chủ, họ có thể vượt lên bản thân để quyết định cuộc sống riêng của mình. Sự bình đẳng giới là con đường giải phóng phụ nữ, thoát khỏi sự lệ thuộc đàn ông. Bản thân của Bill O'Voy là một minh chứng thuyết phục cho luận thuyết của bà về nữ giới. Nếu Nietzsche chứng kiến được cuộc sống tự do, với tất cả sự sinh động trong tình yêu, sự say mê trong nghệ thuật, sự uyên bác trong khoa học của Bill O'Voy, triết gia này hiển nhiên phải thừa nhận sự sai lầm của mình về luận thuyết đàn bà. Bằng chính cuộc đời, với cái nhân vị tự do của người phụ nữ, bị ổ voi đã khẳng định trên ba phương diện. Thứ nhất, về văn học, một người phụ nữ có thể tự do cầm bút để thực hiện những đam mê sáng tạo nghệ thuật. Các tác phẩm In Vitae, 1943, Toilet Hồ Mẹ Sấn Mò Yếu Ờ, 1946, Lét Mén Đà Di, 1954, Lét Bờ Lét Y Ma Es, 1966, La Phẻ Mẹ Giọng U, 1967, Qua Dím Lê Sở Kỳ Lì Tuen, 1979, đã cho thấy năng lực nghệ thuật của bị voi. Giải thưởng Gonc đã thuộc về bị ổ voi, một giải thưởng danh giá nhất ở Pháp, và càng danh giá hơn đối với phụ nữ vào thời điểm bấy giờ 1954. Thứ hai, về triết học, bị ổ voi là phụ nữ đầu tiên, cho đàn ông thấy rõ rằng, họ đã lầm trong nhận định, triết học là lĩnh vực độc tôn của đàn ông. Rằng, đó là một loại hình khoa học thiên về tư duy logic, không phù hợp với tư duy cảm tính của phụ nữ. Và như chúng ta biết, để lật tẩy cách nhìn cực đoan này, Simon Re bị ổ voi đã tham gia kỳ thi và đỗ nhì tại Đại học Sorbonne. Chỉ đứng sau Jean Cao Sạc. Vào thời điểm đó, năm 1929, Bill O'Voy là người phụ nữ nhận học vị thạc sĩ đầu tiên ở Pháp. Sau sự kiện này, đàn ông Azi, mà trước hết nhà triết học hiện sinh Sạc rất nể phục. Sạc luôn xem Bill O'Voy là một nhà triết học ngang bằng, hiểu và có khả năng đối thoại với mình trên mọi phương diện. Thứ ba, về phương diện chính trị, Bill O'Voy là một trí thức dấn thân và đấu tranh hết mình cho tinh thần tự do của nhân loại. Bị ổ voi hoạt động sôi nổi trong phong trào chính trị xã hội thập niên 60. Bà đã từng cùng sinh viên xuống đường, tham gia biểu tình chống chiến tranh ở Anh Nghệ Dị và Việt Nam. Hoạt động của họ đã tác động căn bản đến chính quyền Pháp vào thời bấy giờ. Không phải đơn giản mà tên bị ổ voi được đặt cho một chiếc cầu trên sông Sin. Vinh dự này chỉ dành cho những vĩ nhân của nước Pháp. Những viện dẫn trên của tôi, không chỉ chứng minh là triết gia Nietzsche đã lầm trong luận thuyết đàn bà, mà còn ở một mức độ nhất định bộc lộ một cách tiếp cận tư tưởng hiện sinh của Bill O'Voy. Hình như, ở Việt Nam, chúng ta chỉ nhìn nhận cái nhân vị đàn bà của Bill O'Voy trên phương diện tình yêu, tự do, mà chưa thấy hết được con người xã hội đa diện của nữ triết gia đặc biệt này. Tư tưởng hiện sinh của Simon Re Bill O'Voy dù mặt này, mặt khác, còn phải đặt lại vấn đề. Nhưng,
Một khi, nữ quyền là nhân quyền con người, thì BOY luôn đúng ở mọi nền văn hóa, mọi thời đại. Ở vào thời điểm hôm nay, có thể khẳng định rằng, BOY là người đặt ra các giả thiết về sự tồn tại của loài người. Khi mà những giá trị hôn nhân bị lung lay, biến động, thì xí mòn re BOY là một hiện tượng có tính tiên tri.